Tối ngày 21 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 12 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ liên tỉnh quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Theo đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Tấn Hòa, tên gọi khác là Bi Thái Tử, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Dương. Trước đó, 18 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2024, đội cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Trần Tấn Hòa tại địa chỉ số 112 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Qua đó phát hiện, bên trong thùng hàng hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, hai dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên. Tại cơ quan công an, Hòa khai do cần tiền tiêu xài nên mua pháo nổ với số lượng lớn sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền tranh lệch. Mở rộng điều tra, ngày 11 tháng 1 năm 2024 tại khu vực thuộc đường Vĩnh Phú 30, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công an quận 12 kiểm tra hai xe ô tô phát hiện 10 thùng các tông chứa 100 pháo giàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gần 350 kg pháo nổ và một vật có hình dạng súng bằng kim loại. Đồng thời đưa các đối tượng Lê Viết Nhật Minh, Trần Xuân Giang, Trần Thái Thanh Phương về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận đang trên đường giao pháo cho khách, xe chở pháo đi sau và được xe đi trước cảnh giới thông báo nếu có lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện. Cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện. Nhóm có phân công vai trò cụ thể để tẩu thoát khi bị lộ. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 đối tượng Trần Tấn Hòa, Trần Xuân Giang, Lê Viết Nhật Minh, Trần Thái Thanh Phương về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.